Xin chào các bạn, hôm nay là tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm một cái demo ghép cái synthetic, ghép một cái item ở trong cái dropdown list, và chúng ta sẽ pass cái value vô một cái ô text box hoặc là một cái label khác. Ví dụ như ở đây tôi có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, ví dụ như là khi mà tôi select, ví dụ như tôi có một cái danh sách cái khóa học như vậy, ví dụ như tôi select cho PP, thì ở bên cái ô text box này nó tự fill cái value là PP cho chúng ta như vậy. Là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai, khi mà chúng ta chọn một cái account thì ở cái bên cái dropdown list này chúng ta sẽ show lên mấy cái tên account hoặc là cái nickname của cái account. Sau khi mà chúng ta chọn một cái account nào đó thì nó sẽ show ra cái full name ở bên cái ô text box này. Ví dụ như vậy. Đó, thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái demo này. Thì tôi sẽ đi tạo ra một cái project ở trên desktop luôn. Project tôi sẽ đặt tên là demo Get Synthetic Option. Tôi đặt tên bài thôi. Tên của project thì các bạn có thể đặt tùy theo ý của các bạn. Rồi trong cái project này thì tôi sẽ tạo ra một cái folder JS. Tôi chứa cái file zip thì tôi cần download cái file zip về là cái nào. Tôi sẽ vô tìm việc là tôi đi vô cái trang zip. Tôi click cho download jQuery này. Thì cái phiên bản nhớ nhất là 3.5.1. Nên tôi chọn là download cái complete plus jQuery như vậy. Rồi sau đó tôi sẽ copy hết cái file này. Tôi sẽ tạo ra cái file trong cái folder JS, thì tôi sẽ tạo ra cái file là jQuery 3.5.1.in.js. Tôi chọn new này. Rồi theo tôi chọn chết. Rồi tôi chọn x bằng notepad cộng cộng này. Rồi sẽ copy hết cái trang này. Tôi tab rồi. Rồi tôi cho save. Rồi như vậy là tôi đã download trình đi. Bây giờ thì tôi sẽ đi ra ngoài và tôi tạo ra một cái file index.html. Rồi tôi cho Z. Rồi thì hôm nay tôi sẽ sử dụng cái tool là Visual Studio Code. Các bạn có thể viết code cho cái file HTML HTML index.html này. Các bạn có thể viết bằng Notepad cộng cộng hoặc là một cái tool nào khác nha. Tôi sẽ sử dụng Visual Studio Code để viết cho nó tiện. Tôi sẽ đi mở cái folder của tôi lên. Tôi đặt nó ở desktop. Đây, tôi sẽ mở cái folder này lên. Còn tiếp theo tôi sẽ mở cái trang index.html này lên. Bây giờ tôi sẽ có cái thằng như vậy và tôi nhấn tab. Nhấn tab thì nó sẽ generate ra mấy cái thẻ HTML mặc định default của HTML 5 như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi viết code cho nó. Đầu tiên thì tôi có một cái thẻ div. Ở bên trong div này tôi sẽ cho nó cái class là bằng wrapper container đi. Rồi tiếp theo tôi có cái thẻ H1. Chẳng hạn như tôi có cái title là How to Get the Synthetic Optimi. Em hát value into text box.
ở bên dưới có thể cắt hai, và sẽ có cái điều chỉnh degree. HTML. Vậy. Rồi tiếp theo tôi có cái header. Rồi tiếp theo tôi có lại H2. Đây tôi sẽ cho nó cái cây là T1. Rồi tôi có cái hẹn TR. Rồi tiếp theo tôi có cái này select. Select thì tôi sẽ cho nó cái ID bằng ID select. Rồi tiếp theo thì bên dưới tôi có thẻ option. Đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái option đầu tiên là value. Rồi đầu tiên là cái này, đầu tiên cái mặc định là tôi sẽ cho nó là rỗng. Sau này tôi có cái thuộc tính select thì eatable cho người ta không có chọn cái option này. Rồi tiếp theo tôi sẽ copy và tôi sẽ làm cho mấy cái hai tầm còn lại. Cái tầm tiếp theo thì tôi sẽ bỏ đi cái select to eatable đi, và như tôi sẽ cho nó là 1. Thì ở đây tôi sẽ cho nó cái code chẳng hạn như là C sharp. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy và tôi thêm cho các item, và tôi chuyển sửa cho các item còn lại chẳng hạn như là PP này. Rồi theo là JavaScript này. Rồi tiếp theo này là jQuery chẳng hạn. Rồi cái value tôi sẽ sửa lại là 2 này, 3 này, 4 này. Để cho save này. Rồi bây giờ tôi sẽ đi mở cái file này lên. Tôi sẽ mở open with Firefox. Đó, thì cái giao diện hiện giờ như vậy. Đấy, giờ thì nó đã hiện lên được cái danh sách drop-down list như vậy. Thì cái item thứ nhất thì tôi set cho nó cái select visible. Thì khi mà user người ta khi mà chúng ta chúng ta muốn set validate, chúng ta không muốn cho họ chọn cái item đầu tiên này, thì chúng ta sẽ thêm cho nó cái select visible như vậy. Rồi tiếp theo thì ở bên dưới cái thẻ CNET này thì tôi sẽ có thẻ input. Thang là bằng test. Rồi tôi cho nó cái read only là bằng read only. Rồi tôi cho nó cái ID là bằng text design. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi mod cái file jQuery region. Tôi sẽ có cái thẻ script. File là bằng test search JavaScript. Rồi tiếp theo tôi có cái tính etc là bằng cái folder gs này, rồi jimmy jimmy như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi test lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái ô text box của tôi đã hiện hiện như vậy. Tiếp theo đây tôi sẽ đi viết code
jQuery, để là khi mà click cho chọn mấy cái item này thì nó sẽ show cái value lên cái ô textbox này cho chúng ta. Thì tôi sẽ viết như sau. Tôi có hệ speed này. Rồi tiếp theo thì tôi là đô la function. Rồi thì ở trong cái này tôi sẽ có cái ID là cái LCNet, tức là cái ID ở trên này. Khi mà cái ID này tôi sẽ gọi hàm chain là function. Khi mà chain tức là nó thay đổi với cái option này, người ta chọn cái option khác thì chúng ta sẽ đi lấy ra cái value của nó. Đầu tiên tôi sẽ có cái var, biến là var delay, chẳng hạn như delay code chẳng hạn, bằng đô la. Rồi tiếp theo là thăng, rồi cdcnet option, rồi hai chấm selected. Khi một cái option được selected thì chúng ta sẽ gọi hàm chấm test để mà chúng ta lấy ra cái value của nó. Rồi tiếp theo thì tôi có dấu đô la, rồi tôi sẽ đi lấy ra cái chỗ trên này. Tôi đã đặt cho nó một cái ID là cái key design như vậy. Tôi sẽ bỏ vào đây và tôi sẽ gọi là vo chấm vo, và tôi sẽ set value cho nó là display code, là cái biến này. Tôi sẽ bỏ biến này vô. Rồi tôi cho save. Rồi bây giờ tôi sẽ đi đi test lại trình duyệt. Bây giờ tôi click cho select thử một cái CSS này. Đó thì bây giờ cái ô text box bên này nó đã tích fill data cho chúng ta. Đó, từ T này. Đó. Đó. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi làm cái trường hợp thứ hai là khi mà chúng ta chọn một cái account ở bên cái account thì chúng ta sẽ show ra cái username hoặc là cái nickname chẳng hạn. Sau chúng ta khi chúng ta chọn vô thì nó sẽ sau ra cho chúng ta ở cái ô text field bên này là cái full name. Thì đây là một cái trường hợp nâng cao hơn, thì tôi sẽ đi ngay như sau. Thì tôi cũng copy cái chỗ này xuống. Và tôi sẽ sửa chỗ này là cây 2 này. Này tôi sẽ sửa thành là ID là DDLCNet2 này, và mấy cái này thì tôi sẽ sửa lại là thành là chút là cao. Và bây giờ cái chỗ này tôi sẽ sửa lại, tôi sẽ thêm cho nó cái thuộc tính label là bằng Adam chẳng hạn. Rồi cái test thì tôi cho nó là Adam Smith. Đó. Cái này rồi. Rồi tôi sẽ copy cái video này xuống. Theo tôi sẽ có này, ví dụ như là là chẳng hạn như tôi có là đô la chung chẳng hạn. Rồi, keo này. Keo thì tôi có là sâu chẳng hạn.
đề này thì Joe Biden chẳng hạn. Tiếp theo thì tôi có cái video là John chẳng hạn. Cái này tôi có cái test thì tôi cho là John Vũ chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì ở cái chỗ này thì tôi sẽ copy. À, tôi sẽ add nó ở dưới thêm cho cái trường hợp thứ hai. Cái này tôi sẽ sửa thành là 2 như vậy. Cái này tôi sẽ sửa thành là 2. Như chỗ này tôi sẽ display full name chẳng hạn. Rồi cái PT ra này tôi sẽ sửa thành là 2. Chỗ này tôi sẽ sửa thành là 2. Và tôi sẽ copy cái biến này và tôi add vào chỗ này. Đó. Bây giờ tôi sẽ lên trình mở nó lên trình duyệt và đó đấy, và tôi sẽ chọn. Đó, bây giờ tôi sẽ thử chọn một cái account ví dụ như là Adam này. Đó thì bên này nó đã hiển thị mình cái full name là Adam Hit. Và tôi chọn là John chẳng hạn thì bên này nó hiển thị là John Vũ như vậy. Đó. Chẳng hạn như cái phần style này các bạn muốn chỉnh sửa cho nó đẹp hơn. Thì vừa nãy ở đây tôi có cái thẻ là Dapper container như vậy. Tôi sẽ đi viết ra cho nó cái một chút style cho nó căn này là giữa cho nó đẹp hơn. Tôi sẽ viết có cái này style như vậy. Tôi có cái class là Dapper này. Tôi sẽ cho nó cái mặt kim chẳng hạn. Ví dụ như là mặt kim top là 20 pixel đấy. Mặt kim vai là 50 pixel, có tầm là 20 pixel. Nét là 50 pixel. Tôi cho save. Rồi tôi sẽ đi test cái trình duyệt. Đó. Giờ nó căn này lại cho ra giữa là đẹp rồi. Đó. À, cái cây một này. Đó. Như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm được cái demo nè. Get Synaptic cái drop down list. Và truyền cái panel sang cái OTEC field. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.